Oanh xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì em đã cập nhật cho anh chị và các bạn cặp mô xe hiện đang có mặt tại HT Auto. Địa chỉ là 89 Nguyễn Tránh. Anh chị bạn có thể qua xem xe và cảm nhận các tính năng công nghệ của chiếc xe. Và chiếc xe đầu tiên em muốn gửi tới anh chị và các bạn đó là chiếc Audi phiên bản máy 2.5 A2.0 à, qua cho, sản xuất là 2017 nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 879 triệu còn thương lượng và hỗ trợ anh chị nhé. Anh chị và các bạn cần xem chi tiết video thì hãy liên đây em, em sẽ gửi video chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn có thể nắm rõ và cũng như các thủ tục mua xe trả góp sang tên di chuyển cũng như hồ sơ của chiếc xe. Và đây là một chiếc xe Mitsubishi Outlander phiên bản nhập khẩu sản xuất là 2017, sử dụng máy 2.0 hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá chỉ dưới 720 triệu thôi. Để rõ thông tin chi tiết thì các bác hãy liên hệ em, em sẽ có hỗ trợ đầy đủ cho các bác. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 70% giá trị xe. Để chi tiết bảng kê thì cũng có thể liên hệ em sẽ gửi qua Zalo cho các bác có thể nghiên cứu. Xe có ngoại thất là màu đỏ, nội thất là màu kem. Các chi tiết của chiếc xe thì còn trong tình trạng nguyên zin nguyên bản. Cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ anh chị nhé. Và tới một mẫu xe tiếp theo đó là một chiếc xe để anh chị bạn quan tâm đó là một chiếc Kia Sorento phiên bản máy xăng 7 chỗ gầm cao. À, xe sản xuất là 2019. Hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 695 triệu còn thương lượng và hỗ trợ anh chị ạ. Xe có ngoại thất là màu xanh, nội thất là màu kem. Các chi tiết của chiếc xe thì vẫn còn nguyên zin, em sẽ quay qua một vòng ngoại thất để các bác có thể tham khảo. Mọi chiếc xe bán ra tại showroom đều luôn cam kết rõ và có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn. Để rõ thời gian vay thì hãy liên hệ em nhé. Em sẽ gửi chi tiết qua Zalo cho các bác nghiên cứu. À, nếu anh chị và các bạn yêu thích dòng 7 chỗ thì em còn một chiếc xe để anh chị và các bạn có thể quan tâm. Đó là một chiếc xe Hyundai Santa Fe siêu siêu lướt sử dụng máy 2.5 máy mới rồi. Premium phiên bản cao cấp sản xuất là 2021 hiện đang được giao bán với mức giá là 1 tỷ 335 triệu còn thương lượng và giảm giá cho anh chị và bạn khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Mọi chi tiết của chiếc xe thì còn trong tình trạng mới nguyên. Chỉ khác với xe mới là nó có biển rồi thôi ạ. Đấy, em quay qua tổng quan để cho các bác có thể tham khảo. Xe thì vẫn còn hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 80% giá trị xe. Để rõ về thời gian vay lãi suất thì hãy liên hệ em sẽ gửi qua Zalo cho các bác có thể nghiên cứu cũng như là thông tin của chiếc xe để các bác kiểm tra xem xe nó có bị phạt nguội hay không. À, cũng và hồ sơ pháp lý của chiếc xe xem xe có bị tai nạn hay gì. Còn với chiếc xe thì bên showroom luôn bán ra tin tưởng với chất lượng chiếc xe bán ra tại showroom nên anh chị bạn có thể yên tâm tất cả các cam kết đều trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Đấy, quay qua cho các bác thấy các chi tiết được thiết kế mới trông rất là đẹp và bắt mắt và tiến tới một mẫu xe tiếp theo là một mẫu xe cuối cùng tại cửa hàng ngay lúc này thì em có một chiếc Toyota Fortuner sản xuất là 2017 nhập khẩu nguyên chiếc à, xe đã được thay đổi giao diện mới cũng như là các tính năng mới công nghệ rất nhiều để xem chi tiết cụ thể chiếc xe thì anh chị bạn có thể qua showroom Uh, HT Auto, địa chỉ là 89 Nguyễn Chánh Để có thể là cảm nhận và lái thử những chiếc xe bán ra tại showroom Showroom luôn cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ Là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test toàn quốc anh chị nhé Vâng vừa rồi thì mua bán xe cũ đã giới thiệu cho anh chị và các bạn Thông tin chi tiết đầy đủ về những các mẫu xe đang có mặt tại HT Auto Anh chị các bạn quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là qua trực tiếp showroom rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của anh chị nhiều hơn nữa để em có thể hoàn thiện hơn, mang đến nội dung tốt hơn cho mọi người. Các bác cần tìm xe hãy comment bên dưới, em sẽ có uh, hỗ trợ tìm xe và gửi thông tin cho các bác sớm nhất để các bác có thể là sở hữu chiếc xe mình đang yêu thích. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ.